Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Đây là một bộ đẹp quá là đẹp luôn đó cả nhà. Thật là đẹp luôn. Mà Sisi mặc không vừa, uổng quá. Trời ơi, xuất sắc luôn đó các bạn. Cái váy này là size small, nhưng mà Sisi mặc vẫn không vừa là tại vì nó rộng quá. Mặc dầu là đã có dây buộc rồi đó, nhưng mà nói chung là mặc ăn gian thì cũng ok. Nói chung là cái váy tạm ổn. Cái váy này small, medium các bạn đều có thể mặc được. Nhưng mà cái áo nè, cái áo rất là đẹp luôn. Áo mình vải xô ha. Thật thật là đẹp luôn đó các bạn. Nhưng mà Sisi mặc không vừa. Nè, Sisi phải mượn cái kẹp kẹp lại nè. Đó. Nếu như các chị em size medium mà mặc vừa cái áo này thì nó sẽ đẹp như vậy nè. Quá là đẹp, xuất sắc luôn. Chị em nào mà size medium hãy mua bộ này đi. Sisi thích là thích nguyên bộ nè. Nhưng mà Sisi mặc không được, cái áo mặc không được, còn cái váy thì ok. Đẹp quá trời đẹp luôn. Định mặc đi uống cà phê nè, nhưng mà giờ lấy ra thấy mặc không có được rồi. Nãy giờ Sisi thử 5 cái áo với lại cái váy này rồi, không có cái nào phù hợp hết. Chỉ có một cái này là phù hợp với cái váy này thôi, nhưng mà lại rộng quá. Áo này là size medium ha. Xuất sắc luôn đó các bạn. Đẹp mê ly luôn. Vải kate xô. Cái lớp lót ở bên trong là một lớp giống như thun mỏng ha. Rất sang và rất là đẹp luôn. Đó, mùa hè là như vậy các bạn. Đẹp lắm luôn đó. Và với một cái áo trên cả tuyệt vời luôn. Chị em nào size medium đừng bỏ qua bộ này. Xin nói thật đó. Đẹp lắm luôn. Cái váy này size small, medium mặc được. Còn cái áo này là size medium, hoặc là các bạn hơn medium một chút cũng mặc được, là tại vì nó rộng lắm. Ở phần này nè, họ có cắt ngang qua đây. Ở đằng sau thì họ may chỉ thun luôn. Cho nên các bạn tròn người, bị ngực to này nọ là các bạn mặc đẹp hết luôn đó. Miễn là đúng size. Còn cái váy lưng thun, nhưng mà có dây buộc ha. Nè, đó. Mặc rộng rãi thoải mái lắm. Size medium, size 10 đó các bạn. Size 8, size 10 là các bạn mặc bộ này là đẹp như ý luôn. Và đây, cái bóp này Sisi cưng lắm. Sisi mua lâu lắm rồi. Nhưng mà một bộ của nó có 4 cái 4 màu. Sisi chờ 4 tháng rồi vẫn không sale. Không thể mua được 3 màu kia. Chờ. Với một câu châm ngôn, chờ đợi là hạnh phúc. Mà chờ tới bây giờ là 4 tháng rồi, hết sạch luôn, không còn gì để mua. Cho nên là thôi, có một cái một mà. Cho nên thôi Sisi làm video cho các bạn luôn. Định chờ nếu mà mua đủ 4 màu, 4 cái luôn, thì lúc đó sẽ làm video. Đó, để cho nó sơm tụ, để cho nó đẹp, để cho các bạn lựa. Nhưng mà đó, chờ 4 tháng rồi, hết luôn rồi các bạn, không còn mua được nữa. Không còn luôn. Đó, cho nên là thôi, khoe luôn. Một nha. Hai nha. Cái lúc Sisi mua cái bóp này nè, thấy nó đẹp mà nó rẻ nữa, cho nên là không cần sale luôn cũng mua. Là tại vì sao, có 50 đô rồi các bạn. Mà bằng da thật nha, với thương hiệu rất là nổi tiếng ha. Đó, thì Sisi nghĩ kệ nó đi, mua trước một cái đi. Tại vì với cái giá tiền này là mình mua được rồi. Thì Sisi có dặn cái cô ở trong Macy, Sisi quen đó. Thôi kệ đi, đẹp quá màu này nữa, tôi thích nữa. Với lại tôi cũng chưa có cái bóp này nữa, thôi tôi mua. Nhưng mà bạn để ý khi nào mà mấy cái màu kia nó sale thì bạn cho tôi biết. Để giống như là mình mua bù qua sức lại đó. Cái nào sale thì sale, không sale thì thôi. Nếu mà nó trên 100 đô thì Sisi bắt buộc là phải chờ sale. Còn nó chỉ có 50 đô với một cái thương hiệu như vậy, mà một cái bóp đẹp như vậy, thôi Sisi mua luôn. Chờ 4 tháng rồi nó không sale mà hết hàng luôn các bạn. Tức là người ta mua hết trơn rồi, đâu còn nữa đâu để mà sale. Đó. Cho nên cái bóp này là không on sale các bạn nha. Không on sale. Sisi mua 50 đô bóp này đó. Rẻ quá trời rẻ luôn. Đựng phone được nha các bạn. Đựng được nhiều đồ trong này lắm. Đó, Sisi lấy hai cục dục ra thì các bạn cũng biết là được. Hai cao đầm mỏng rồi đó. Và cái phone. Bóp rất sang và rất đẹp. Các bạn mua bộ này nè, với cái bóp này là đúng luôn đó. Cái này với cái áo này là những thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ đó các bạn. Với những cái mình vải xô như vậy.
Tuyệt vời luôn, không có đắt tiền, quá đẹp. Các bạn nào mà thích vải kate, thích vải xô là chắc chắn là các bạn sẽ thích bộ này. Còn các bạn mà không thích vải kate, vải xô vì các bạn luôn luôn nói là thôi nó đẹp thật nhưng mà sợ nó nhăn này nọ thì các bạn sẽ không thích đâu. Những người nào mà yêu thích vải xô, người ta nhìn là người ta biết liền là người ta thích à. Thì đây, với CC bộ này là xuất sắc luôn. À, CC khoe nữa nè, CC có đôi sandal nè, size 5,5 đó, CC mang hơi rộng một chút nhưng mà chơi luôn các bạn, tại vì đâu có nhỏ hơn nữa đâu. Mùa hè là như vậy. Đôi sandal này là của CC rồi nha, không có bán. Đó, chị em nào size medium hãy mua lấy cái áo này và với cái váy này. Các bạn muốn mua rời cũng được, mua chung cũng được. Cái bóp này trên cả tuyệt vời. Đó, đây, không có on sale nha các bạn, mà rẻ quá mà, 50. Thật là đẹp luôn, thiệt là thích bộ này đó các bạn. Rồi, CC qua cái khác nha. Và tiếp theo đây, đây là cái áo đầm mà các bạn sẽ mê lắm luôn. Và các bạn nên mua cái áo đầm này. Đây là mình vải thun lạnh, lạnh ngắt luôn ha, không nhăn. Cái mình vải sờ vào đó, như là mình vải satin vậy đó. Cái này là size 8, không phải size của CC ha. Cho nên là CC phải cột, nó ăn gian, nó gút lại đó. Đây, cái áo đầm là như vậy. Nếu các chị em mặc đúng size thì các chị em chỉ cột như vậy thôi. Phần này nó tự động nó xếp ly cho các chị em hết rồi. Rất là đẹp ha. Vai này nọ sẽ vừa. Còn với CC, không phải size CC thì CC mặc xiết lại như vậy. Để cho các bạn xem, để hình dung ra được cái áo là như vậy. Đây, các bạn mặc đúng nó sẽ y như vậy. Cái vai, cái cổ tất cả đều vừa. Và đằng sau lưng nó sẽ không có những cái nhăn nhúm như vậy. Là tại vì CC không đúng size, CC cố tình ăn gian đó. Để cột lại cho các bạn xem lần trước. Đây là cái áo đầm các chị em cần mua và nên mua. CC mặc vào người, CC mới cảm nhận được. Các chị em tin lời CC nói thì các chị em mua. Chỉ có vậy thôi. Chứ bây giờ mà CC có nói gì hơn như vậy nữa thì cũng không có biết gì đâu mà nói. Tại mặc làm sao, cảm nhận làm sao nói vậy à. Đây là cái áo đầm trên cả tuyệt vời. Chị em nào nhanh thật nhanh sẽ mua được cái áo đầm này. Thun lạnh, không nhăn, kiểu dáng đẹp và có thể che những cái chỗ đáng che cho các chị em. Một cái duy nhất. Để CC xem coi chị em nào nhanh thật nhanh sẽ mua được cái đầm này ha. Vì đối với CC, đầm này CC chấm điểm là trên 100 điểm. Chỉ nói vậy thôi ha. CC thay cái khác nha. Và tiếp theo đây, đây là một cái áo đầm đẹp quá là đẹp nè. Xuất sắc luôn. Đây, đây là mình vải thun ha. Chất liệu vải thun, nói chung là sờ tay vào nó giống như xoa cát. Rất là đẹp cái mình vải thun này. Không mỏng, cũng không dày. Ở chính giữa, họ cắt ngang eo và họ cho chúng ta một cái sợi dây buộc. CC thích là thích những cái bèo như vậy nè. Những cái đầm nào nó có một chút bèo ở dưới thôi các bạn. Hoặc là nó may nguyên một cái bèo như vậy nè. Nhìn chúng ta yểu điệu thục nữ lắm. Với lại đầm thì kiểu nào nó cũng như vậy. Nó có một chút xíu design gì đó thôi là nhìn cái áo đầm nó khác liền. Là các bạn mặc vào người nó khác liền à. Nó đẹp lắm. Những đầm này chúng ta mặc đi ra đường, chúng ta nhờ gió, nó sẽ bay một chút xíu thôi, nó đông đưa một chút xíu thôi là đã đẹp rồi. Còn nếu như chúng ta mặc đầm mà cái mình vải nó cứng hoặc là nó gì đó, chúng ta đi như khúc gỗ vậy đó, nó không có đẹp đâu. Nó không có thước tha đâu. Nếu mà là những cái dạng đầm như vậy, nó phải là những cái loại thun khác. Mà chúng ta mang dép đi lẹp xẹp giống như là chúng ta đi dạo phố mùa hè, chúng ta đi như vậy đó, thì nó mới đúng là những kiểu áo đầm đó. Còn đây là những cái áo đầm mà chúng ta phải mang guốc nha các bạn. Bắt buộc những dạng áo đầm này là các chị em phải mang guốc, gót nhọn, gót vuông, 3 phân, 5 phân gì đó không biết, nhưng mà phải là mang guốc. Thì nó mới phù hợp với cái áo đầm. Nó mới làm cho các bạn cảm thấy tự tin nè, đẹp và sang, lịch sự vô cùng luôn.
Cao đầm này thuộc dạng đẹp, sang nhà thờ được, đi ăn tiệc được, đi tất cả mọi nơi được. Đầm này size xấu. Thì đây là cái bóp DK and Y. Màu cũng tiệp, cho nên là CC đeo như vậy cho các chị em. CC chọn sẵn cho các chị em đó, vì theo yêu cầu của các chị em. Chị CC ơi, cái nào mà nó phù hợp với cái nào đó chị phối vô luôn đi. Ai người ta thích thì người ta mua. Chứ nhiều khi đó em kiếm được cái áo đầm mà em không kiếm được cái bóp. Đó, cho nên có thì CC phối ha. Phối theo đôi mắt của CC. Nếu các bạn thấy được thì các bạn mua. Các bạn muốn mua riêng cũng được, CC không có bắt các bạn mua chung đâu. Cái nào mà cần mua chung CC báo cho các bạn biết. Các bạn ơi, cái này là phải đi chung bộ nha. Còn nào CC nói mua riêng thì các bạn cứ mua riêng ha. Đây, cái bóp DK and Y. Cái bóp này nè, nó có nhiều giá tiền lắm nha các bạn. Cái kiểu này nhưng mà nó khác tí xíu thôi, là cái giá tiền nó trên lệch. Cái bóp này đó 120 đô, mấy cái bóp kia 148 đô. Đây, CC mua cái bóp này tới 50% off lận đó. Còn có một cái duy nhất nè, chị em nào nhanh thật nhanh sẽ mua được ha. Để được nhiều đồ lắm, cái này CC có làm video rồi. CC có 6 cái, 6 màu khác nhau đó. Bán hết 5 cái rồi, còn cái này là tại vì để trong cái thùng kia quên. Hồi tối hôm qua mới vừa lấy ra thì mới nói là bữa nay sẽ làm video cho các bạn. Đây, 50% off. Hiệu DK and Y 120 đô. Một cái bóp này các bạn xách tới bao lâu mới hư? Vài năm, 5 năm, 7 năm. Với CC cái áo đầm này là không có một điểm nào chê đó các bạn. Đẹp từ mình vải tới kiểu dáng, màu sắc. Và kiểu nè, CC mê là mê cái kiểu nè. Cái bèo bèo nè. Với cái giỏ này thì quá phù hợp rồi, đẹp quá. Size xấu ha. Giờ CC qua cái khác này. Và tiếp theo đây, đây là cao đầm Tommy. Mình vải này giống như mình vải xoa đó, nhưng mà không có nhăn, rất là đẹp ha. Ở trong là một lớp muslin màu xanh đen. Đây là dạng rộng mà suông, rất là dễ mặc ha. Size 8, không có túi ha. Đơn giản lịch sự như vậy đó các bạn. Các chị em thích cột lại thì các chị em cột, không thích thì để ra như vậy. Giống như là cái cổ chúng ta bẻ ra thôi. Đó. Cái đầm này lâu rồi, CC có một cái đã bán rồi đó. Thì bây giờ cứ thấy là mua rồi các bạn, tại vì rất đẹp. Dây kéo ở bên hông ha. Các chị em mà đúng size 8 mặc vừa, nó sẽ đẹp như vậy nè. Vì đây là dạng đầm có dây kéo, tức là đầm ôm mà suông. Sẽ đẹp như vậy nè. Xuất sắc luôn đó, với cái mình vải. Các chị em sờ tay vào mua liền, bảo đảm luôn, mua liền luôn. Cột lại cũng đẹp, thả ra cũng đẹp. Để CC coi. CC ít có bao giờ mà cột cột lắm các bạn. Cột thành cái nơ nhỏ nhỏ hôm trước. Ôi không biết cột các bạn ơi. Đó như vậy. CC mặc thì quá rộng ha. Là tại vì không đúng size của CC. Đầm này size 8 thịnh. Đó các chị em mặc vừa nó sẽ đẹp như vậy nè. Rất đẹp ha. Với thương hiệu Tommy Hilfiger. Rồi, cái hiệu đâu rồi? Đây, cái hiệu Tommy Hilfiger. 99 đô, 50% off. Cao đầm này, các bạn nghĩ có cái nào rẻ hơn như vậy nữa không? Không có đâu. Có mua vải cũng không may được. Mà có may được đi chăng nữa cũng không phải là mình vải này. Và cũng không phải là cái thương hiệu này. Quá xuất sắc, quá rẻ luôn đó. Không tới hai bữa ăn sáng. Trên cả tuyệt vời cái đầm này đó. CC nói các chị em sờ tay vào mua liền, bảo đảm luôn. Cái mình vải này giống như là phi ha, phi bóng, biết phải không nữa. Chắc phi quá à, đẹp lắm các bạn. Đẹp lịch sự mà sang này. Xuất sắc luôn đó. Đẹp ha. CC chưa có cái đầm này. Ở Tommy CC nhiều lắm mà áo đầm này không có. Không có size.
Thì bây giờ tiếp theo, nguyên một thùng thâm mì luôn mà giờ không có thời gian làm. Thôi bây giờ làm được cái nào thì làm ha. Thì đây, đây là cái túi đeo. Nhưng mà các bạn mặc cái đầm này thì đừng có đeo cái túi này. Túi này là dành cho các chị em mặc quần jean, quần tây, quần sọt, quần thủng. Đeo cái túi này mới đẹp. Hoặc là mặc đầm mà dạng đầm thun, dạng rộng, suông, dài, bụi bụi á, thì các chị em nên đeo cái túi này. Ở Mỹ đó, những người lớn tuổi đó, đây là cái túi mà ai cũng phải có hết á. Là tại vì sao? Đựng được nhiều đồ, mỏng, nhẹ đó. Cái bảng to như vậy nè các bạn, đeo nó không có đau cái vai. Nếu mà các bạn có đựng đồ nhiều, và đây là một cái bóp nhỏ, bạn có thể bỏ một ít tiền mặt vào đây, thẻ credit card. Cái mạc nè, mạc là hai cái nó rời như vậy nha các bạn. 88 đô, 50% off cái túi này nè. Còn có bốn mươi mấy đô à. Trời ơi, rẻ đến không ngờ luôn. Không tin luôn á các bạn. Không tin là rẻ đến như vậy luôn. Cái này bỏ vô máy giặt giặt thoải mái luôn ha. Xuất sắc luôn. Đây. Cái này là họ có tới mấy màu luôn á. Túi này nè. Hình như ba màu hả? Ba màu. Đây là mình vải giống như là mình vải bố á. Cái viền là da ha. Cái này là đen. Trắng và đen. Cái kia là màu xanh đen. Và một cái nữa là màu giống như là nâu nâu, kem kem. Có ba màu, loại túi này có ba màu. Và đây, đây là cái giỏ đẹp xuất sắc và đẹp trên cả tuyệt vời của CC đó. Hai không hai mươi ba. Cưng không các bạn? Mê luôn. Rộng như vậy nè. Bỏ phone nè. Bỏ kính nè. Và có thể bỏ được nhiều thứ nữa. Không có dây kéo nhưng mà có cái nút bấm lại. Cưng không? Xuất sắc ha. Yêu ơi là yêu luôn. Và tiếp theo đây. Đây là cái áo đầm mà các chị em thích lắm nè. Cái áo đầm này lúc trước có một cái ha, nhưng mà rất là nhiều chị luôn muốn mua nhưng mà CC tìm có được. Bây giờ mới tìm được hai cái CC đang mặc là cái size 8, cái kia là cái size 10. Có hai cái thôi, chị em nào nhanh thật nhanh sẽ mua được. CC không dám nhận tiền của các chị em là tại vì CC không biết là có mua được hay không. Ở tiểu bang của CC có một cái mua rồi, đi qua tiểu bang khác hên xui cho nên không dám hứa ha. Nhưng mà mua được nè, mua được hai cái. Thật là đẹp. Mình vải thun lạnh ha. Lạnh ngắt luôn á. Cái phần này nè, có nhúng nè. Đó. Cái size 10, cái size 8 thì chị em nào nhanh thật nhanh sẽ mua được. CC biết là nhiều chị em lắm, nhiều lắm luôn đó. Thích cao đầm này là tại vì sao? Thứ nhất là các chị em thích tay dài, nhưng mà nó lại có một cái bèo ở trên nè. Đó, thành ra nhìn nó có vẻ như là đẹp đẹp lắm các bạn, đẹp lắm. Với những cao đầm như vậy nè, dễ mặc lắm mà chị em thích. Tại vì sao? Vì cái tay đó nó có một cái chút lê loe ra như vậy nè, rồi tay dài nữa, mát lạnh nữa. Cái phần bụng thì nó đã được xếp ly như vậy cho các bạn rồi, rất đẹp. Cái CC mặc là size 8, cái này là size 10, với thương hiệu rất là nổi tiếng ha, đẹp lắm luôn đó. Ủa mặc đâu rồi, để CC đi kiếm cái mặc coi. Ủa không thấy mặc các bạn. Ở ngoài CC có cắt hay không CC không biết ạ. Cái này không có thấy mạc nha. Còn cái của CC đang mặc. Ủa mạc đâu nữa rồi. Thật sự không thấy mạc hai cái áo này luôn. Ủa không có mạc sao người ta tính được tiền ta. Rồi. Không có mạc các bạn. Nhưng biết trong ngoài CC có cắt không nữa CC cũng không biết ha. Không thấy luôn, không thấy mặt thật luôn đó. Nhưng mà bạn nào tin CC thì mua. CC nghĩ là cháu ngoại CC cắt mặt rồi hai cái luôn, một cái size 8, một cái size 10. Là các bạn biết là nhà CC không có ai size này đâu ha, cho nên là không có thể nào mà mặc được hai cái size này đâu. CC mặc là để cho các bạn xem thôi đó.
Bây giờ CC không tìm ra được cái mạng mà cả hai cái luôn. Thì bạn nào tin CC thì mua. CC đang mặc là size 8, cái CC cầm trên tay là size 10. Và tiếp theo đây, đây là cái giỏ. Giỏ này giống như là giỏ ni lông đó các bạn. Hiệu Tommy Hilfiger, giá tiền là 118 đô. CC mua cái bóp này tới 50% off lận, 118 đô. CC mua cái giỏ này tới 70% off lận các bạn. Một cục, hai cục, ba cục, bốn cục, năm cục luôn. Rộng như vậy nhưng mà cục nhỏ nhỏ, coi như chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ đựng được khoảng 3 bộ đồ thôi. Thì đây, ni lông nha, CC nói là bằng ni lông á. Giá tiền đây 118 đô, hiệu Tommy Hilfiger, 70% off lận. Khi cậu em này nhắn với CC chụp hình, CC nói ồ cái này hồi đó CC có bán qua rồi, bán mấy cái luôn đó, hình như các bạn Việt Nam mua, tại vì lúc đó chưa có bán cho các bạn bên Mỹ nhiều, lúc đó bán cho các bạn Việt Nam không. Đây, một cái duy nhất ha, cái giỏ 70% off, hiệu Tommy Hilfiger. Và tiếp theo đây, thật là đẹp đúng không ạ? Đẹp lắm luôn đó các bạn. Đây là mình vải thun lạnh, hiệu Châu đó các bạn. Cắt ngang ở dưới ngực, họ xếp mấy cái ly ở đây. Mình vải thun lạnh, lạnh ngắt luôn á, không có nhăn ha. Cái phần váy xòe rất đẹp. Đây là một thương hiệu nổi tiếng lắm. CC mua được cái đầm này 50% off, một cái duy nhất. Chị em nào nhanh thật nhanh sẽ mua được cái đầm này. Đầm này đó là size medium mà petite, dành cho các chị em thiếu chiều cao. Còn nhiều đồ lắm, chỉ sợ CC không có thời gian đăng thôi. Nhưng mà mỗi ngày cũng sẽ đăng cho các bạn khoảng chục cái áo đầm và vài cái giỏ ha. Thì đây các bạn, cái bộ giỏ này chỉ có hai cái thôi, chờ đợi rất lâu rồi, giờ mới được on sale. Cái bóp hot, vô cùng là hot luôn, bất kỳ lứa tuổi nào. Cực kỳ là sang, cực kỳ là đẹp với những thương hiệu như vậy. Cái này là bóp nha các bạn, một cục thôi, ở đây. Nói chung là để được nhiều đồ đó, nhiều lắm ha. Họ design rất đẹp luôn các bạn. Đục mấy cái lỗ buộc cái sợi dây này, so cute luôn, rất là dễ thương luôn, xuất sắc luôn đó. Không có thấy ghi giá tiền ở đây, CC phải coi receipt ha. Đẹp lắm các bạn ơi, mê luôn đó các bạn. Thật là xuất sắc. Đây, cái này màu đen ha. Kiểu này có hai màu à, CC canh và mua hết luôn. Cái này CC phải nhờ vả người ta mới mua được đó các bạn. Bây giờ CC có nhiều người nhờ rồi, mà các bạn biết nhờ người ta thì các bạn phải hậu tạ cho người ta, đúng không ạ? Chứ đâu có ai làm miễn phí cho mình đâu. Đó, trên cả tuyệt vời. Màu này thì sang, còn màu đen thì rất là thịnh hành. Màu đen đó là tại vì buộc những cái sợi dây này nó nổi nè. Đó, đó chị em nào collection hãy mua lấy hai cái bóp này luôn, rất là đẹp luôn. Kiếm được bộ khó lắm các bạn, khó lắm. Cái này bằng da ha, trên cả tuyệt vời đó. Đây, chỉ có hai cái thôi. Bây giờ không biết giá tiền, không nói được ha. Nhưng mà 30% off. Đây, xuất sắc lắm luôn đó, mê luôn đó. Cái áo đầm đẹp nè, áo đầm này là CC nói thật, cũng nhiều bạn mua kiểu tương tự như vậy rồi, mà mỗi thương hiệu khác nhau. Đây, hai cái bóp và cái áo đầm, xuất sắc các bạn ơi, đẹp quá là đẹp, mê luôn.
mặc vào người đó, mát lạnh nè, da thịt của mình đó, mát lạnh luôn đó các bạn, thích lắm. Rồi bây giờ CC qua cái khác nha. Và tiếp theo đây, cái áo này quen thuộc quá đúng không? Rất là quen luôn. Trời ơi, CC thấy cái mừng quá các bạn ơi, lấy liền luôn các bạn. Size medium. Này bán lâu rồi ha, bán hơn nửa năm rồi đó. Trời ơi, thích lắm nè, chị em nào nhanh sẽ mua được nha. Đây, đây là một lớp vải thun ở bên trong. Ở bên ngoài là lớp muslin. Và đây là cái tay loe loe, có những cái gợn gợn sóng, mặc vào người thoải mái, mát lạnh luôn, thiệt thích luôn. Các chị em mặc suông như vậy cũng được, còn các chị em muốn thắt cái beo ngang qua cũng rất đẹp luôn. Đơn giản, lịch sự, đẹp. Đi nhà thờ được nè, đi ăn uống với bạn bè gia đình được nè, đẹp quá à. Nếu các chị em thắt cái beo nữa đó thì nó ra cái dạng áo khác rồi nha, nó sẽ sang. Các chị em có thể tiểu điệu thục nữ một chút, còn cái này nhìn nó bụi bụi, ngầu ngầu, đẹp đẹp, thoải mái là như vậy. Đơn giản chỉ là như vậy. CC là mặc như vậy không, các bạn thích lắm. Rộng nè, suông nè, như vậy nè. Với những cái thương hiệu nổi tiếng như vậy thì chúng ta cứ mặc vậy thôi, thiệt thích luôn đó. Mặc những dạng đầm như vậy các chị em xách giỏ, mặc những cái dạng đầm như vậy các chị em đeo mấy cái bóp nhỏ nhỏ thôi, hoặc là xách xách giỏ. CC thì thích xách giỏ hơn là đeo những cái bóp. CC ít đeo bóp lắm. Thật là đẹp luôn, thật là đẹp luôn. CC thấy áo này CC mừng ơi là mừng luôn. CC nói rồi, phải lấy ngay thôi, tại vì mua áo này về là chắc chắn luôn, chắc chắn các bạn thích lắm. Lúc trước á, CC đọc cái bình luận về cái áo này mà CC vui luôn á. Thành ra nó có cái ấn tượng ở trong đầu CC rồi, nhớ liền. Nhìn thoáng qua một cái, thấy là biết liền luôn đó các bạn, cầm lên là đúng y luôn. Mê quá, thiệt là thích quá luôn. Đẹp lắm. Màu kem ha, chứ không phải là màu trắng đâu nha các bạn. Màu kem á. Mặc thoải mái luôn. Bụng bự nè, mông bự nè. Trời ơi, trên cả tuyệt vời. Xuất sắc luôn cái áo đầm này đó. Đẹp lắm luôn đó cả nhà. Thiệt thích lắm á. Rồi, CC qua cái khác nha. Và tiếp theo đây, trên cả tuyệt vời. Đây là đầm CC mặc đó. CC thì kiểu này nhiều lắm nha các bạn. Hiệu này và kiểu này rất là nhiều luôn. Tommy Hilfiger 109 đô, 50% off. Size 2. Đó, chị em nào size 2 CC nhường lại cho nè. Và tại vì CC mặc những kiểu đầm này nhiều lắm luôn đó các bạn, để ý CC mặc các bạn sẽ thấy. Đây là dạng đầm CC đi du lịch cũng phải mang theo, bắt buộc phải mang theo các bạn. Vì nó là một cái áo đầm, thứ nhất nó được cái thương hiệu, cái thứ hai nữa là cái mình vải thun lạnh không nhăn, mà chúng ta có ăn no hoặc là có gì đi chăng nữa nó thoải mái. Vừa sang, vừa lịch sự, vừa đẹp, mọi lúc, mọi nơi luôn những dạng đầm này. Rất là nhiều thương hiệu nào cũng có những cái dạng đầm như vậy hết. Đó, nhưng mà tùy các bạn chọn, các bạn thích cái nào. Tại vì CC là tín đồ của Tommy Hilfiger, chờ CC nha. Đó, CC thích những cái gì nó theo bộ các bạn. Cái này mình sẽ bỏ vào bên trong. Khi mà các bạn đi du lịch chơi đó, thì các bạn nên tìm những cái bóp, những cái giỏ nó độc độc lạ lạ một chút. Tại vì chúng ta đi chơi mà. Đó. Dễ thương ha. Tròn tròn, vuông vuông này nọ đó. Đẹp. Còn bình thường chúng ta đi làm cứ xách cái giỏ đi hoài vậy đó. Lâu lâu đi chơi phải thay đổi một chút. Với lại do những cái áo đầm mà các bạn mặc nữa. Đó, các bạn thấy CC mặc size 2 không? Vừa y luôn. Tại vì sao? Vì đây là những cái thương hiệu của Mỹ. Họ may cho Mỹ các bạn, chứ không phải là họ may cho người Á Đông mình. Đó, ngực CC 88.
mà CC mặc có size 2 à, vừa y luôn, đẹp. Các bạn thấy nách không? Nách, vai, cổ, hết tất cả đẹp, perfect luôn. Hiệu Tommy Hilfiger. Cái mình vải mê luôn. Thích lắm luôn. Đó. Năm nào nó cũng ra kiểu như vậy hết các bạn. Năm nào kiểu cũng y hệt luôn. Nhưng mà cái bông nó khác thôi. Năm ngoái CC mua cũng là những kiểu như vậy nè, nhưng mà màu khác. Kiểu y hệt nha, kiểu y hệt luôn. Ở trên Facebook CC đăng nhiều lắm. Tại CC thích gao đầm này lắm. CC mặc thường xuyên lắm các bạn. Này là không có cho ra good view. Tại thích á. Nó cứ từng tầng về là CC thích rồi. Đầm này các bạn mang sandal được, mang giày được, mang guốc này được. Nó tiện lợi là tiện lợi như vậy đó. Đây là cái bóp cũng hiệu Tommy Hilfiger luôn ha. Bằng da nha. Để phone nè. Mắt kính nè. Đó. Cứ để phone với mắt kính vừa là ok rồi các bạn. Để thẻ, để tiền. Đó, như vậy nè. Rồi chúng ta đi các nơi thôi. Thật là thích, thật là đẹp bộ này luôn. Chị em nào size 2. Đây là cái áo đầm CC nhường cho các chị em. Đó. Còn nếu không thì CC hứng hứng lên mặt liền rồi các bạn ơi. CC là vậy đó. Có nhiều khi đó mới vừa làm video hồi đêm qua thôi, ngày hôm nay biết rằng là chưa có bạn nào coi, nhưng mà nó trước mắt CC thấy đẹp quá CC mặc luôn à. Cái tới khi các bạn nhắn tin cái CC nói mặc rồi, bán rồi, bảo trời đất ơi mặc rồi còn làm video chi. Tại vì lúc làm video thì chưa mặc, nhưng mà treo đó nhìn thấy đẹp quá thôi mặc luôn. Tại đồ của CC mà. Đó. Các chị em nào mà cùng size với CC đó là sẽ mua được nhiều đồ mà giống CC mặc lắm. Của CC không à, CC nhường lại cho các bạn. Đó. Trên cả tuyệt vời luôn. Thật là đẹp bộ này luôn ha. Rồi, CC qua cái khác nha. Và tiếp theo đây. Trời ơi, đẹp xuất sắc nè, mê ly luôn nè. Đây là thương hiệu Tommy Hilfiger, size 6. Mình vải thun lạnh, mát lạnh luôn, lạnh ngắt luôn, láng lắm. Đây là cái mà CC mê, thật là mê nè các bạn. Ở dưới cái like, họ may cho chúng ta 2 tầng, mỗi tầng chút như vậy nè. 2 tầng chồng lên nhau. Đó, chúng ta mặc đi nè, đó, nó đánh qua đánh lại nè, rất là dễ thương luôn. Rồi, CC là mê những cái mà ở dưới like đó. Nó có một chút gì lắm các bạn, mê lắm luôn. Tiền lắm các bạn. 99 đô, 50% off. Có may cũng không may được ha. Đây là cái kiểu dễ mặc, vừa đẹp, vừa sang, vừa lịch sự. Xuất sắc luôn đó. Mỗi lần mà CC mua được những dạng đầm như vậy, CC thích lắm. Không đúng size của CC, CC cũng thích nữa. Là tại vì sao? Mua về làm video, bán liền trong một nốt nhạc luôn. Các chị em chưa coi hết video là các chị em đã mua rồi. Là vì sao? Vì các chị em biết hết rồi. Chị em mặc những cái thương hiệu này quá nhiều rồi. Đó rồi. Bây giờ thấy CC bán thì các chị em mua luôn. Tại ở Mỹ mà. Những dạng đầm này, những thương hiệu này ai cũng có hết các bạn, nhiều lắm. Mặc thoải mái. Giặt thoải mái, bỏ vô máy giặt, giặt sấy treo lên. Đi đâu vội vội vàng vàng, mở tủ ra lấy mặc một cái chạy luôn. Khỏi sợ ai chờ đợi mình. Khỏi sợ ai nói trời ơi mẹ sao lâu quá vậy. Hoặc là ông xã nói em làm gì mà lâu vậy. Với lại mình cũng không cần phải nói là trời ơi em không biết mặc gì nữa. Chị em phụ nữ chúng ta là có câu nói đó đúng không? Nằm lòng luôn. Mở tủ ra, lựa. Trời ơi mặc gì giờ trời, không biết mặc gì luôn, không có gì mặc hết. Trong khi một tủ đồ luôn. Khi mà vội vội vàng vàng, chắc chắn các chị em sẽ lựa những cái kiểu đầm như vậy thôi. Thứ nhất là kiểu đầm như vậy, thứ hai là mình vải thun lạnh, thứ ba không nhanh, thứ tư quá rẻ tiền với một thương hiệu nổi tiếng như vậy. Xuất sắc nè, mê ly luôn nè. Và đây, đây là cái bóp da bóng hiệu Tommy Hilfiger. Cái bóp này là nó hay hơn là những cái bóp kia ha. Giá tiền 128 đô, 50% off cái bóp này. Xuất sắc không? Bóp này hình như nửa năm trước cũng đã có bán qua rồi đó các bạn.
thật là đẹp luôn, thật là sang luôn. Cứ da bóng là sang rồi các bạn ơi, rất là sang luôn đó. Đẹp lắm, bóp rất là đẹp luôn. Kiểu này nè, và cái da bóng này hình như là có tới hai màu, là màu đỏ và màu đen. Nhưng mà CC thấy là cậu em này gửi cho CC không có màu đỏ. Màu đen cũng rộng lắm các bạn nè. Ở trong này có thêm được một ngăn có dây kéo để đồ nữa ha. Đó, đó, CC bóp lại cho các bạn xem luôn. Những cái loại da này nè, nó không có nhăn các bạn. Da bóng ha. Xuất sắc luôn. Đó. Khi mà các bạn đựng đồ rồi đó, nó sẽ kéo cái vỏ xuống, nó sẽ đẹp. Một gang tay CC ha, hơn á. Chiều này lên một gang. Xuất sắc cái vỏ này đó các bạn. Không biết gọi là bóp hay vỏ nữa. Đây. 50% off. Đẹp mê luôn đó. Đó, chị em nào mua mua nhanh nha. Nếu không thì tại vì CC thích những cái này các bạn. Với thương hiệu này nữa. Cứ để trước mắt CC là mỗi ngày á. CC mà trên lầu xuống bắt đầu là chuẩn bị đi mua cà phê, đi đón cháu ngoại này nọ là ra nhìn cái rồi xách cái vỏ đó chạy luôn. Nhanh lắm. Đó. Thành ra chúng ta phải để ra, để trên bàn, để trên tủ, để trước mặt chúng ta đó. Là chúng ta mới xài, còn các bạn mua các bạn cứ cất không à, các bạn không có xài. Vậy mua làm chi? Uổng tiền ha. Đây, xuất sắc nha. Rồi, với cái áo đầm Tommy Hilfiger 50% off và với cái giỏ 50% off. Tuyệt đẹp luôn, cái áo đầm. Tuyệt đẹp luôn đó các bạn, mê luôn á. Và tiếp theo đây. Cái này là màu đỏ bạc đô ha, rất là đẹp. Mình vải có một chất thun. Đẹp cái màu đỏ luôn đó. Cái tay có cái viền nhúng nhúng. Hiệu Calvin Klein. Size 10, 134 đô, 50% off. Rất sang, rất lịch sự. Chỗ này nè, hở chút ra. Đầm này dây kéo sau lưng ha. Size 10 nha các bạn. Các chị em mà mặc đúng đó, nó sẽ đẹp như vậy. Đúng size của các chị em sẽ ôm và sẽ đẹp như vậy. Đây là dạng đầm ôm. Những cái đầm này các chị em để chục năm luôn đó. Giặt thoải mái luôn, bỏ vô máy giặt giặt luôn các bạn. Muốn dry clean cũng được, nhưng bỏ vô máy giặt giặt cũng được. Màu sắc không hề thay đổi luôn các bạn. Mặc nhiều, mặc thoải mái đi, giặt thoải mái đi. Chỉ sợ các bạn bỏ lộn thuốc tẩy vào trong máy giặt thì cái áo nó sẽ hư. Nó loang màu nó sẽ hư thôi. Cái gì cũng vậy, do cái sự gìn giữ chúng ta thì sẽ làm cho cái món hàng đó, món đồ đó, cái đầm đó nó sẽ đẹp lên thêm. Và kế tới đây, áo hiệu Calvin Klein. Bóp cũng là hiệu Calvin Klein. Ủa cái mạc đâu rồi? Còn cái dây nè mà không có cái mạc. Ở đằng sau. Còn giấy mới ha. Ở trong này có ngăn có dây kéo ha. Thêm một ngăn nữa nè. Bên này thêm một ngăn nữa nè. Ủa mạc đâu ta? Đây có thêm một ngăn nữa nè. Coi như là một ngăn nè, hai ngăn, ba ngăn, bốn ngăn, năm ngăn, sáu ngăn. Cái này là cái khóa đẹp ha, rất là đẹp luôn nè. Rồi CC không thấy cái mạc của cái vỏ này nha các bạn, nhưng mà CC chưa có xài đâu nha, không có xài đâu nè. Cái dây nhựa nó vẫn còn nè, nhưng mà cái mạc nó văng đâu rồi không biết nhiêu tiền cho nên không nói được ha. Để CC xem receipt. Cái này là da các bạn, da thật 100% luôn đó. Mềm lắm. Hiểu Kevin Lai ha.
xuất sắc cái bóp này luôn đó, sang lắm. Dây này tháo rời được ha, xuất sắc cái bóp này luôn. Thật là đẹp. Áo này đẹp nè, nhưng mà không có size của CC. Chỉ cần một chút xíu design như vậy thôi à các bạn, là đẹp rồi, là CC thích rồi. Những dạng đầm này CC mặc thường xuyên lắm, mặc mỗi ngày đi làm mà. Cho nên CC biết được là cái mình vải nó đẹp như thế nào. Cái này là người ta để cái hộp nút cho mình á. Lỡ mà cái tay nè, nó có cái hộp nút nè, nó xúc ra thì mình lấy mình đính vào. Chứ nếu mà nó mất cái hộp nút thì đâu có ai bán cho các bạn đâu. Đây ha. Các thương hiệu nổi tiếng là họ đều như vậy. Cái gì mà của họ có thêm phụ liệu là bắt buộc họ phải cho bạn. Vì những cái đó không có ngoài thị trường, cho dù là cái hộp nút. Rất đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Cái bóp này là khỏi nói rồi. Bóp này quá đẹp rồi. Thiệt là thích. Xài rồi chúng ta mới biết. Nhiều khi CC cầm nè, CC bóp nè, thì CC cảm nhận được. Với lại CC thôi, những cái này cũng nói chi nữa, quá nhiều rồi. Đó. Trên cả tuyệt vời ha. Rồi, CC qua cái khác nha.